Sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có góp ý phương án tổ chức thi an toàn. Cụ thể, thí sinh thuộc diện F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh khác. Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ được tham dự kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 riêng đối với trường hợp thí sinh F0 sẽ được đặt cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức thi vào đợt thi khác hoặc phải có đơn xin dự thi xác nhận đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ, trong đó có nội dung thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định F0 nêu trên thi tại các phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19.